Dạ, con xin mến chào tất cả quý cô chú chị và các bạn trên kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay mời cô chú cùng tiếp tục ghé lại nhà em Sang với con. Em Sang có một số cây cũng khá là quái quái độc độc, mời cô chú cùng theo dõi. Nếu có yêu thích thì nhớ ủng hộ cho em Sang. Số điện thoại em Sang con có để trên màn hình hả cô chú. Đồng thời nếu cô chú có thích con thì xin mời nhấn cho con một cái đăng ký và một like để con quay tiếp tục cho cô chú mình giao lưu. Rồi con mời cô chú cùng gặp em Sang đây ha. Dạ, đầu clip con xin kính chào và kính chúc sức khỏe của cô chú anh chị. Sau đó là con xin gửi lời cảm ơn đến quý cô chú anh chị đã ủng hộ con vừa qua cũng như là xem những clip tụi con mới vừa lên cũng tham khảo và ủng hộ. Thì đầu tiên con hôm nay về một số cây phôi cũng lớn lớn. Rồi. Thì mong quý cô chú anh chị xem qua nếu có yêu thích ủng hộ con. Có Đầu tiên là một cây mận da người. Mận da người. Dạ. Rồi, đầu tiên là một cây mận da người hả cô chú? Cây này chia cành lớn nuôi một năm mấy, hai năm rồi quý cô chú. Rồi, tổng thể em cứ quay quay đi cho dạ. Nó xa xa. Tàn thì tàn tròn đều. Cây thì có trái sẵn luôn. Mận da người đang có trái luôn hả cô dạ. chú? À. Có một số bông hoa nó rụng là do cái đường vận chuyển gì á. Thì nó rụng quý cô chú. Cái tàn nó tròn do cô chú ơi, cái này cái chậu con thấy là nó nhỏ hơn. Cái này về mình thay cái chậu bự cái là cây nó phát triển rất là dạ. tốt. Thấy con quay một vòng nữa rồi con đo thông số. Chậu này hình như nó không có hợp với cái cây này lắm ha. Cái này nó bự quá. Đó, bây giờ mình bung ra cái chậu lớn là nhìn cây nó khác nữa. Mận ha cô chú, mận da người. Để anh hận cho cô chú thấy trái luôn. Rồi, xa dạ. xa em cho anh cái chiều cao luôn đi. Tầm mét, mét rưỡi ha. Cô chú. Mét rưỡi, rồi. Tàn ngang cũng cỡ đó. Cỡ đó luôn. Mét rưỡi luôn dạ. cô chú ơi. Mét rưỡi. Con quay một vòng rồi con đo quanh thân. Đây, trái luôn hai cô chú ha. Dạ. Đang có bông ở trên thì đang có bông. Cây này nhiều đó. Trái nhiều bông lắm cô chú. Rồi nhờ anh Khánh gọi cái đường nét cái thân cho cô chú đây. Chỗ này trống nè. Dạ. Đây. Ở chung ở lên chi cành chỗ nào cũng có cho ha. Dạ. Đó. Cây khỏe nè quý cô chú, mặt cắt đây nè nó kéo sẹo đây nè. Dạ. Đây, mặt cắt rễ đây ha. Dạ. Cây này cũng là một cây lớn đó cô chú, rút. Đang vô chậu ha. Cái quả mình con đo ngay đây được là 55. 55 hả cô dạ. chú? Đây 55, vị trí này. Ngay đây. Rồi phía dưới thì nó nở hơn ha. Chắc nó cũng vậy quý cô chú ơi. Nó tầm 59. 59, rồi. Dạ. Cái đế sao đây? Cái ôm đế. Luôn cái dòng đế luôn đi. Đây vậy hả cô chú? Mặt cắt nó kéo lại vậy nè. Quần đế đó được nhiêu đây? Quỳnh đế này được 100, tính 110 thôi quý cô chú. Dạ, 115 á. Rồi. Nhưng mà tính 110 thôi. Chính xác là được rồi em ơi. Dạ. Trái nó vậy đây ha. Đây. Trái mận da người hả cô dạ, chú? Dạ, mận da người đó vậy. Mận da người xưa của mình đó quý cô chú. Rồi, ở trên đó. Nó cũng có bông, trái. Có trái nữa cô chú. Nè, bông này nhiều lắm. Nhưng mà mình con chở về nó lủng lẳng lẳng, nó rụng bớt mớ. Rồi. Dạ. Nhánh thì nó cũng khá lớn ha. Trên này đó. Nhánh nó nè. Một cây mận da người, cây này thì mình chắc ship gần hả em? Dạ, con cũng ship 200 cây à, mấy cây này nó lớn quá. Đó. Dạ. Rồi em cứ quay đi xa xa một vòng nữa rồi mình báo giá luôn ha. Dạ. Cái dáng nó này, rồi đợi đây đây. Ở cô chú cái dáng nó gọn chữ C ha. Nó có cái ức bự bằng kia luôn á. Có cái ức đây ha. Dạ. Lên đây nó chia ra. Rồi có điểm gì nữa không em? Có đặc điểm gì nữa không? Đó. Dạ, cái mấy cái mặt cắt thì mặt cắt như vậy nên nó còn chưa ấy, chưa cuốn với cô chú. Rồi. Nhưng mà đầu cành, đầu dây đầu thì nó bung điệu hết trơn rồi. Cây thì rất là khỏe. Rồi. Cây thì rất là khỏe ha. Nhìn dạ. Xung xê hết trơn. Rồi giá luôn em ơi. Cây này con bán giá là 3 triệu 2. 3 triệu 2. Ship 200 cây. Ship 200 km ha. Dạ. Cái này thay cái chậu bự hơn cô chú ơi. Nó mới hợp. Cô chú anh chị thông cảm giùm con là cái cây này nó hơi lớn quá. Rồi, rồi con ấy không được. Ba người khiêng cô chú. Hơi dạ dạ. Rồi đổi luôn em ơi. Dạ, tiếp theo là cây số 2 hả cô chú? Là một cây gì đây? Dạ, cây này cây Moca quý cô chú. Cây Moca ha? Dạ. Đó. Này cô chú, nếu mà không biết thì mình search Google hả cô chú? Dạ, cái tên Moca là tiếng địa phương. Cái trái nó cũng giống như cái trái Macca của mình nhưng mà ăn quý cô chú. Rồi. Dạ, cây gừng có dạng bông cây gừng luôn ha. Dạ. Rất cây là này... quái cô chú, cái thân nó rất là quái luôn. Cây này là hàng gừng mà hàng độc hiếm luôn đó quý cô chú ơi. Rồi, cây dạ. Moca. Nó có bông có trái luôn ha. Dạ, đúng rồi. Rồi em quay quay đi. Dạ. Cây này gửi cây này cái nó mịt cái mình thân nó tới đây đặng nhưng mà con nằm con chôn nó xuống rồi. Ấy
Cây này dạng đổ quái hay cô chú? Đổ quái. Cây này mà vô cái chậu chữ nhật đỡ đỡ cho nó hơi siêu siêu cái nó đẹp lắm. Đổ quái cô chú. Cái thân nó quái ha. Đổ nó ngóc lên nè. Đổ xong nó ngóc lên. Xong ở trên này nó chia ra làm hai. Hai cái tay. Cây gừng gỗ chắc lắm. Cây gừng cây thiên nhiên ha. Dạ. Đó, cây màu ca. Đây để con quay một vòng nữa. Đây, cái đường thân nó rất là nghệ thuật. Rồi. Cây này kiếm khó ăn lắm quý cô chú ơi. Nó ẹo đây nè cô chú, nó cong lên đây cái nó lại cong ngược đây. Nhà nó có hai cái rễ rồi nó ấy luôn. Những cái cua rất là gắt, cua rất là độc. Nhưng mà đa số là mặt cắt nó đều liếp, một phần là liếp, một phần là mới cắt này, sửa lại. Này bị chày cô chú, cái dạ. Cụ chỏ nó tròn vo luôn. Đây có hai mặt cắt ngay đây. Rồi. Rồi. Mặt tiền này đi em ơi, cho thông số luôn. Dạ dạ. Chiều cao từ mặt chậu lên đi. Cao nó lên được là 66. Rồi 66. Tổng cái tàn ngang là như tổng cái tàn ngang nó là 95. Rồi 95. Đó, vậy thôi. Cái hoành thân con nó ngay vị trí này. Nó được là 30. Rồi hoành thân ngay vị trí đó là 30 ha. Cái lá nó vậy nè cô chú. Đó. Chỗ cái eo này nó được là hai thân này nó được là 71. Rồi 71. Dạ. Mình đo cái này giùm anh này. Bên đây nè. Đúng rồi. Một cái cộng đế này phải không? Đúng rồi. Nó vừa thân là vừa là rễ luôn cô chú. Nó là 43. Rồi 43. Dạ. Cộng này thì nhỏ hơn hay cô chú? Dạ đúng rồi. Cộng này nhỏ hơn nhưng mà nó bắt nó nằm trên cộng này luôn. Rồi cái cộng này thì nó lội ở dưới này nè. Dạ. Cái cục cụ chỏ luôn nè. Con xin đo cái mặt này thì con bao vô cô chú là cái phần thân nó tới đây đâu nè. Rồi. Đó. Con đo cái mặt đời bề ngang dài nó tính về nó là 52. 52 ha. Đó, là cái phần này con trồng nó chôn xuống nó còn dài nữa. Rồi. Nhưng mà cây đang rất là khỏe mạnh quý cô chú. Đổ quái cô chú. Cây đổ dạ. Quái. Đó, hai cái cộng đế ở dưới đó. Rồi cái nhánh này nó cũng quái luôn. Cây này là cây tự nhiên hết. Cây tự nhiên hết ha. Dạ. Nó đưa lên đây nó chia ra làm hai. Dạ. Hai cái nhánh vậy nè. Đó, còn cái mặt cắt này là có hai cái mục nó bít cái mặt hẹo luôn. Cái lá này, lá cái lá non này nó tương tự như cái lá mai vậy ha. Dạ. Giống, gần giống giống thôi cô chú. Cái moca con cũng không gần lắm cô chú. Nếu mà có ấy thì mình search trên Google. Dạ, cây này con cũng năn nỉ anh em nhà vườn cũng bên phía miền Trung quý cô chú. Rồi. Chia sẻ lại cái cây này nhưng mà thật sự chủ thì chưa muốn bán. Tại vì nó quái quá. Nhưng mà chỗ anh em con cũng mua quái nhiều. Nên người ta chia lại cho con. Rồi hôm nay được. Con muốn giao lưu lại. Nó còn bên đây lên đây nó có một cục vậy đó ha. Dạ. Cây moca. Đó. Rồi giá luôn em ơi. Dạ, giá cây này con bán với giá là 6 triệu. Con 6 bao ship cũng 200 cây luôn quý cô chú. Ship 200 kg dạ. Ha. Tại vì cái mặt hàng này cô chú nhìn là không phải con nói dốc là nó như vậy nó bự quá trời. Tụi con ship đi xa không có khó khăn lắm. Rồi dạ. Cái này bó ship rồi này nó không chủ yếu là con muốn đi mặt hàng là cô chú anh chị là đi bằng xe tải á. Xe tải ha. Dạ. Rồi giá là 6 triệu ha. Dạ. Một cây moca quái. Đổ dạng đổ cô chú, đổ treo luôn. Dạ. Đổ quái. Đó. Rồi, đổi luôn ha em ha. Dạ. Rồi, tiếp theo là cây số 3 ha. Số 3. Số 3 là cây khế. Khế chua quý cô chú. Khế chua ha cô chú. Dạ. Cây này giống như con bạch tuộc lùng lực chứ quý cô chú ơi. Rồi. Khế chua. Dạ, cây bao sống khỏe con mới con tàn lại. Rồi. Này về mình có thể cắt lại ha cô chú. Dạ. Nếu mà mình không thích cái ngọn cao vậy. Đó. Rồi, một cái gốc khế cũng rất là độc đáo cô chú, rất là quái ha. Đây. Đó. Rồi xe em cho cái chiều cao đi. Nếu tính luôn cái ngọn nó là như này. Tính luôn cái ngọn này nó được là 101. 1m1. Rồi dạ. Cái mình không là nhiêu? Cái mình không là như đây. Cái mình không ngay vị trí này. Rồi tới xuống mặt bầu là nhiêu? 60. 60 hay dạ. Cô chú? Cái mình không là 60. Rồi. Còn cái bề ngang nó về nó được là 60 luôn. Rồi 60 luôn. Dạ. Cái này mình muốn thích đó mình rút ngắn lại hay cô chú? Cái đó tùy ý mình thôi ha. Về mình chơi lại. Cái hoành thân ngay vị trí này nó được là bao nhiêu đây? 68 thôi. 68 dạ. Cô chú. Đó. Đó. Rồi 69 mình tính 68 đó ha. Dạ. Rồi. Cái phần trên này thì nó còn 53. 53 ha. Dạ. Còn cái chọc ngọn này nuôi lâu lắm rồi, lớn rồi. Cái chọc ngọn này tới gần 16 rưỡi 17 đó. Rồi 16. Dạ. Đó. Dễ cộng nào nó bự 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 không à. Rồi em đo cái hoành đế luôn đi. Tổng cái hoành đế là như đây. Rễ nó cũng gom gọn lại cô chú.
Đó, Huỳnh Đế là 150 cô chú ơi. Cây Đế này cũng già lắm, già. Đó. 1m50 luôn ha. Dạ, Huỳnh Đế 1m50. Nó còn nữa đó, cộng nó còn bắp, ngoài đây luôn nè. Cộng bắp bắp to to không ha cô chú này. Cộng này thì nó bị lũa đây. Bình lũa cái này mình nạo luôn cũng được, không thôi là quý cô chú anh chị dạt cái bằng này luôn. Hai bên mép nó sống hay cô chú? Dạ. Hai bên nó sống, kiểu phần giữa lũa. Cô chú có thể cắt cái bằng này luôn tại vì nó có một cái rễ tràn ở dưới nè, rễ lót ở dưới nè. Rồi. Dạ, mình vẫn lót, mình vẫn có rễ đầy đủ. Mà cái này thì từ từ nó kéo lại cô chú. Dạ. Rễ nó cũng dễ. Cái sỏm nó về nó được là mười mấy á. 17 cô chú. 17 ha. Đây. Đây. Đây cũng có những cái mặt nè, nó cũng kéo lại khá nhiều ha. Cái cộng đế này là hoành nó tới 32 đó. Rồi, 32 đế. Rồi, phía luôn. Trên này thì sao đây em ơi? Phía trên này cái chỗ này là cái bít luôn ha. Mặt cắt bít. Mặt cắt bít ha. Chỗ này mặt cắt cũng đã bít luôn, nó còn chút xíu. Rồi, à. Cái này mặt cắt mới. Mặt cắt mới. Mặt cắt này là mặt cắt nó bị khô cái mặt cắt trước á. Con giạt ra nhưng mà con chưa đục kẹp, đáng lẽ mình phải đục. Rồi. Đục cái phần này cho nó cái phần đọt này nó kéo xuống. Nó vẫn sống lên hay cô chú, mới ra cái đọt bự vậy. Cái này thì mình đục lũa vô ha, mình tạo lũa. Nó không ảnh hưởng gì. Dạ, cây vẫn sống bình thường. Đây, cái mặt sống nó kéo lên, dung lên tới đây rồi nè. Tức là mình xử lý cái mặt này thôi. Cái này là phần lõi gỗ của nó nè. Dạ. Phần lõi gỗ khô của nó nè. Đó, mình đục hết cái này. Mình vét hết cái này ha. Mình cắt cái ngọn này lùng lại. Mình chơi thành cây lùng lực của chú ơi. Dạ, ở đây nó có cái lỗ này nè. Đó. Nhưng mà cái lỗ này là không bị gì nữa quý cô chú. Rồi. Dạ. Đó. Rồi, cây này giá nhiêu luôn em? Dạ, cây khế này con xin báo giá là 3 triệu, con cũng bao ship 200 cây luôn. 3 triệu ha. Dạ. Ship 200 km. Cây này con theo con nghĩ là mình chơi cắt lùng lực lại được á. Dạ. Mình đục rồi mình làm cây lùng lực rất là nhìn. Có thể mình lùng ở đây mình lấy một cái móc cái tay ngay đây. Bên đây là có cái đây. Này nè để mình lấy chân cành lên nè. Dạ. Khế thì nó cũng nhanh lắm cô chú. Cây mã số 3, 3 triệu quý cô chú. Khế chua ha em? Dạ, khế chua. Giá là 3 triệu ha. Dạ. Cây khỏe mạnh. Dạ. Rồi. Ship 200 km ha. Dạ đúng rồi, tại vì cô chú chỉ nhìn cái phôi với cái mình con nè. Này phôi rất là đẹp cô chú. Đó. Mình cắt lùng lực lên mình chơi rất là đẹp luôn. Cây này khế già. Giá là chỉ 3 triệu ha. Dạ, khế già khá gì. Mặc dù bự nhưng mà vô cái chậu cũng gọn lắm cô chú. Cái này chậu gọn. Không có tới nỗi bự. Cái này cô chú anh chị vô chậu chín tắc 1m vừa. Rồi. Dạ. Cây đế nó thì nó cũng cái mặt đế này cũng ngắn ha, cho nên mình vô mấy chậu càng cạn nhìn nó cũng đẹp quá cô chú. Giá là 3 triệu em. Dạ đúng rồi. 200 km ha. Dạ dạ. Cây mã số 3. Mình đổi luôn ha. Dạ. Mặt này đẹp ha. Tiếp theo là cây số 4 ha cô chú. Dạ. Đó là một cây phôi mai chiếu thủy ha em. Dạ đúng rồi, phôi mai chiếu thủy lá lớn quý cô chú. Phôi mai chiếu thủy lá lớn. Dạ. Này cũng dạng phôi thôi ha, mình báo phôi đi ha. Này cũng là một cây nuôi rút lại nè cô chú, rút chân cành lại ha. Dạ con này cái này là con rút bán nha quý cô chú. Mình nếu mà mình về mình nuôi lại mình còn rút lại một phát nữa. Rồi, dạ. Này cắt trừ heo thôi cho cô chú về mình cắt lại. Dạ. Cái dạng nó cụm rừng ha cô chú. Cái dạng phôi một cốt cụm rừng. Nó cũng không một cốt ha, nó nhiều thân nó ép lại hồi nhỏ cô chú ơi, chứ không phải một cốt ha. Cái này rất là nhiều thân ép cứng ngắt lại ha. Dạ, nó như một khối à. Nó như một khối luôn. Dạ. Mà liền hay. Liền một cái bạch luôn. Rồi. Về mình cắt lại cô chú ơi. Có chân cành sẵn mình cắt lại mình nuôi lại mau chơi. Chiều cao nó lên tới là đây là nó là 90. Rồi, cao 90. Bề ngang nó được về là được 56. Rồi. Dạ. Đấy. Rồi, cái mình nó là mình đo sao đây. Ngang giữa lên đi. Nhìn vị trí đi. 66. 68. 68 luôn ha. Dạ. Rồi 68. Ngang đây được như đây. 66. Rồi phía dưới này luôn. Phía này. Dưới này. Nói chung cái mình cũng bự ha cô chú. To. 77. 77 ha. Dạ. Sát cổ đế luôn đó ha. Rồi xuống đế luôn. Đây. Con đế đường có được 100. Rồi 100 ha. Dạ. Đó. Cái này dùng da đen ha. Dạ. Da lớn da đen ha. Dạ. Già lắm rồi. Rồi dạ. Đó. Rồi. Cuộn cuộn nghe ha. Đặc biệt nó khéo cái là nó ép đó. Dính sát với nhau luôn ha. Cô chú trong nhìn một khối luôn ha. Dạ. Nó như một cái ngọn núi. Nó như một cái cây luôn cô chú. Dạ. Một cái cây liền luôn. Như cái núi ha, dạng cụm rừng.
nhiều thân lên. Đó, cái này cái tay cái nó cũng lớn lớn hết trơn ha, bằng bự hơn ngón tay cái mình cũng có mà bằng ngón tay mình cũng có. Dạ. Rồi một cái phôi. Cái này con khá xin là lớn, khá đẹp. Báo giá cho quý cô chú anh chị mã số 4 số là 4 giá là 3,2 triệu. 3 dạ. triệu 2. Con bao ship 200 cây. Đó. Dạ. Rễ này nó cuộn cuộn đây nè cô chú. Mình có thể môi lên thêm khúc nữa đó cô chú. Cái dạ. Môi cái này đẩy, thì đẩy mình khúc nữa. Mình xử lý mình nếu mà cô chú mua gì là cô chú xử lý một lượt luôn. Là mình rút chân cành và mình cắt đế luôn, cái này đời đế này nuôi lâu lắm rồi. Em đo cái mình nó từ cái chân cành đầu tiên xuống rồi. Dạ. Từ đây nè, xuống đây cho cô chú hình dung. Cái mình vậy là được chưa đây? Ba mấy lần hả cô chú? 36. 36 ha. Dạ. Chân cành thấp nhất luôn đó. Dạ dạ. Anh cô Khánh quay giùm em cái lỗ này, nó không bị mục bọng đi chân. Rồi. Nhưng mà nó là... có cái lỗ nhưng mà nó tụm lại á. Nhiều rồi. Khi cô chú anh chị nào mà quay sơ sơ mình tưởng là nó liền một khối gì ở trong thì nó ấy. Anh con muốn quay kỹ nó lại. Nó chỉ đặt khúc này thôi cô chú. Nó dạ. đặt khúc này ha. Lên đây nó chia ra thành nhiều thân. Dạ, giống như nó ốp lại. Nhưng nó ốp ép lại. Dạ. Chèn với nhau vậy đó. Dạ, cây mã số 4, 3 triệu 2. Cũng bao ship 200 cây. Dạ, dạ. Ship cũng 200 rồi. Km luôn. Chạy xuống bên đây. Dạ. Rồi, đổi luôn em ơi. Rồi, số 5. Số 5 cũng là mai chiếu thủy da đen nó lớn luôn quý cô chú. Cái cây hơi nặng hay cô chú. Rồi, để xích xích vô là. Rồi. Dạ. Cái này là nguyên một cục nạc luôn ha. Dạ, cái này cái là cây nguyên một cây thôi đó cô chú. Dạ, một thân thôi. Con cắt theo người ta chủ nuôi á quý cô chú, con xin lỗi. Dạ, người chủ nuôi là cắt theo kiểu lùng lực quý cô chú. Rồi. Đây nó còn có những mà cắt như vậy. Cái nhưng mà ở đây cuốn khỏe nha. Dạ. Cuốn gần hết rồi. Đó, để xa xa trước đi ha cô chú. Dạ. Này mình có thể cắt lại nữa nha cô chú, cắt lùng lực lại nữa cũng được, cái ngọn nó hơi cao. Dạ, con muốn để vậy để mình quay mình bán nó dễ tùy theo mỗi cô chú chơi. Rồi. Còn quý cô chú anh chị nào muốn về rút lại theo cây chuẩn bài thì nó cũng có những cái chi đó mình lọc lại quý cô chú. Này nó dách chữ A cô chú, dạ. Như cái dách núi. Chà bá luôn. Đây, cái mặt tiền vậy đây. Cao cái này lên là 70. Tới cái ngọn ha. Dạ. Cái mình không là nhiêu, sẵn đo luôn cái mình nha. Tán ngang nó được là 59. Tán ngang 59. Còn cái mình nó cao lên được là 39 thôi. Cái mình một cốt ha. Dạ. Là 39 ha. Đó. Cái dách này nó nở dữ lắm cô chú. Đây. Để dách, con dách chữ A. Trước đầu tiên là con đo cái dách chữ A này trước nha. Rồi. Dách chữ A rất là nở luôn. Rồi mình đo vậy. Dạ. Nó được là 70 đi. 70 đi. Dạ. Rồi tới ngang đây đi, ngang thước ngang đó đi. Đó. 66. Rồi 66. Dạ. Rồi, xích dưới luôn em ơi. Đúng rồi. Xích cái này còn thì... chưa lấy hết nữa. Lấy con muốn lấy khơi khơi vậy thôi. Đó là 80. Cái này nó 89. Thôi thôi thôi. Nó ấy à này. Nó tầm 80 à. 80 á cô chú. Để con quay vậy cho nó dễ. Đó. Rồi vậy là 80. Dạ. Rồi cái đế thì mình đo chắc đường kính được rồi, tại vì cái bầu là cái đế luôn rồi. Dạ chú. Đúng rồi. Đế mình đo đường kính ngang được rồi. Đường kính ngang đó là 43. 43 ha. Dạ. Đó. Dách nào nó cũng ra chữ A chứ. Dạ. Tại này sao đây, mà con nói cây khỏe mà cắt cuốn vậy này. Nè. Tiếp vậy nè. Tại keo nó đen. Nên mình nhìn thấy không rõ. Nó cuốn tràn được tới đây nè cô chú. Dạ. Tới đây là tại keo nó đen cho nên mình nhìn thấy một màu một không. Đây. Mà cắt bên đây là còn có nhím nhiều nè. Rồi mà cắt bên đây nó kéo vô hết rồi. Dạ mà cắt bên đây là liếp luôn. Trên đây là hết luôn ha. Liếp luôn. Mình trên đây trên đầu ngọn là nó kéo tới đây rồi nè. Nè. Đây. Còn nó kéo còn có lõm nhiêu nè. Thầy ra đây cô chú. Dạ. Tại tha cái keo đen á cho nên mình nhìn thấy chỗ nào nó cũng đen hết trơn á. Chứ không phải là mặt cắt nó toàn bộ là màu đen này. Dạ. Đây nè. Nằm đây nè. Kéo lại khá là mạnh ha. Dạ. Có những cái mặt cắt nhỏ nhỏ là nó kéo hết. Bít kéo. Hết. Mặt cắt bít. Mà cắt này còn một xíu là chỗ này mình nhìn rõ nhất nè. Đây, nó vậy dạ. Nè. Cái này cái vết nó bự luôn cô chú, cái tay bàn tay mình đưa vô nè. Em đo từ đây qua đây nó được nhiêu vậy? Đúng rồi. Bề ngang nó được là tới 26 luôn quý cô chú. 26 luôn ha. Đây, dạ. Vị trí đây. Vậy là 26 cô chú. Vết nó rất là nở rồi, bàn tay mình. Dạ, cái nó cốt dốt lên ha. Dạ, cái cốt ngọn mình lấy này nó bự hơn ngón tay cái con nhiều lắm. Rồi. Nó tầm cái này 12. Ở trên này có chi tay sẵn hết trơn nha cô chú. Về mình lượt lại, mình cắt lại cũng được.
đế. Rồi phần đế thì sao đây? Phần đế thì nó cũng có đều cho ha. Dạ đúng rồi. Nó nở cho bè ra vậy nè, rồi nó bỏ cũng đều lắm. Dạ. Nói chung là nó gom lại một cục. Nhìn thấy cây ngoại rất là lực cô chú. Nhìn rất là lực. Mấy phôi bự bự này giờ mình kiếm là hơi khó quý cô chú. Một cốt luôn á. Dạ. Về gặp con là mất. Này là mình tháo ấy mấy xả mấy cái keo này ra đâu cô chú. Cái bắt đầu là mình chỗ nào mà còn thì mình hạ sức nữa. Tại vì cái này nó đã liền rồi. Mình để vậy mình thấy nó đen, nó xấu. Chứ thực ra là nó kéo lại hết rồi. Này. Dạ. Cây phôi mã số 5 này con xin báo giá là 3,7 triệu. Con cũng bao xếp 200 cây. Dạ. Như một cái vách núi cô chú nè. Xa xa ha. Rồi mặt kia cái nữa em ơi. Dạ. Giá là 3,7 triệu ha. 3,7 triệu. Ship. Sao đây? Dạ ship 200 cây. Ship 200 km ha. Dạ dạ. Chân cành có sẵn hay cô chú? Quý cô chú anh chị nào mà nếu mà lấy con có hai con chú thủy lớn à. Nếu mà lấy hai cây thì con sẽ bớt nữa rồi con ship lên một lượt. Rồi. Dạ. Tặng cái hai phôi này là toàn hàng lớn không ạ? Rồi, dạ. Giá là 3,7 triệu ha. Dạ. Ship 200 km cô chú ơi. Rồi, đổi luôn em ơi. Xa hơn thì cái phôi này vẫn ship được rồi cô chú cứ gọi cho sang ha cô chú. Rồi tiếp theo mình có cây gì đây? Tiếp theo là một cây bông trang ha. Dạ, cây này con có quay lên clip rồi. Thì con cũng chưa bán được. Hôm nay con giảm giá xuống, cái giá vốn thì con muốn bán luôn. Nếu mà quý cô chú anh chị nào có yêu thích thì ủng hộ cho con. Dạ. Rồi. Đỏ ha em, đỏ nhung phải không? Dạ, đỏ nhung lá bóng. Đỏ nhung lá bóng. Dạ. Đó. Cây này con bán cái giá là 2,2 triệu. 2,2 triệu ha. Dạ, con bao ship toàn quốc luôn. Ship toàn quốc luôn. Dạ cây này thì mình con gỡ cái mâm này ra con vuốt tàn lên con bó à. Cây này mình không thích chơi phong cách này, mình về mình chơi cái phong cách kia cô chú ơi, không chơi cái tàn tròn nữa ha. Mỗi đầu nhánh nó có cái nhánh nó ra hết rồi. Mình vẽ theo cái lối cây kiển, cây bonsai. Đó. Cây này nói chung ở ngoài nhìn cũng khá là đẹp cô chú. Dạ. Đế có ha. Cây già. Cây nhỏ nhỏ viên viên. Toàn bộ mấy cái đầu này đều có cái nhánh hết. Dạ. Đều ra nhánh hết. Cái này có thể mình vô dây mình bẻ luôn cũng được. Rồi. Cao nó được là 65. Rồi cao 65. Tán ngang nó về được là 1 mét. Rồi ngang 1 mét. Cây khỏe lắm. Dạ. Nha cô chú. Ra đọt. Con trừ hao đo lại nó hơi dư là 90 thôi quý cô chú. Rồi 90 ha. Dạ. Tàn 90. Đó, cũng 90 luôn. Tròn do. Đang chơi theo phong cách tàn dù ha. Dạ. Tròn. Chung cái này nó được là 30. Rồi vậy là 30 ha. Dạ. Ngay vị trí này là 30. Rồi. Rồi hoành đế luôn. Dạ. Cộng đế cộng nào cũng nói bự bự không chứ. Dạ. Hoành đế con đo ngay vị trí này. Nó tầm là 80 nè quý cô chú. Đây. Đó. Rồi 80. Dạ. Ở trên đây có cái mặt cắt nhỏ nhỏ ha. Đúng rồi. Nó đang kéo nè quý cô chú. Nó không ảnh hưởng gì, tức là giống như một cái nhánh mà nó chĩa mà mặt tiền anh cắt anh đục vô luôn. Rồi. Dạ. 2, 4, 6 thân ha cô chú. Dạ. Một cốt lên 6 thân. Rồi. Rồi. Cây mã số 6. Rồi. Trang đỏ nhung lá bóng. Đây mình bẻ lại thành cái bonsai cũng khá đẹp đó cô chú. Dạ. Thì mỗi đầu cành nó có nhánh hết à. Cái gà ngay đúng vị trí luôn á. Dạ. Rồi giá luôn em. 2,2 triệu con bao ship toàn quốc. 2,2 triệu ha. Dạ, cây mã số 6. Đó. Một cái trang đỏ nhung, bông rất là đẹp cô chú. Dạ. Nó đang xuống bông hết bông rồi. Này cái cùi bông nó nè. Nay không có bông. Đó. 2,2 triệu. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, đổi luôn em ơi. Xuống dưới bên đó đi nha. Dạ, tới cây khế. Đặt khế này cô chú, cây khế này già. Được chưa? Qua này, qua nằm. Được rồi chưa? Không nghiêng được rồi. Rồi. Rồi, tiếp theo luôn. Cây dạ. Cuối ha. Cuối cùng, cây khế gân. Khế gân ha cô chú. Dạ. Cây này con cũng còn sót lại ở nhà vườn. Rồi. Dạ. Khế gân này chơi tàn dù cũng được thôi cô chú. Bẻ tàn tròn do cho anh ha. Bữa nay nó ra nhánh nhiều rồi. Đó. Sang thì chưa có vô dây gì hết. Vậy mình thích kiểu gì mình chơi kiểu đó. Rồi chiều cao tầm 1,5 mét của cô chú. 1,5 mét ha. Dạ. Còn tính từ cái thân này kéo xuống á thì nó được là 1,1 mét. Cái thân nó không là 1,1 mét. Dạ. Rồi cái tài cành đầu tiên luôn em ơi.
cao tới tay cành đầu kia, đầu tiên này luôn. Dạ, từ đây tới đây phải không? Cái thân hết tới ngọn là 1m1, còn tới tay cành đầu tiên thoát thân đó là nhiêu đây? 88. 88 ha. Dạ. Rồi, 88 là tới cái nhánh đầu tiên cô chú. Hoành thân đo nha, vị trí này là 32. Đây. Rồi, 32. Dạ. 32, khế này cũng có đế nha cô chú, đế đẹp luôn. Đó, đế đều đẹp luôn. Trên đây được là 29. Rồi, trên đó là 29. Dạ. Cái dòng đế. Dòng đế này cũng khá đều, khá lớn. Nó tròn do cô chú. Có đều ở trên luôn. Dạ, dòng đế này tầm 1m4 quý cô chú. 1m4 ha. Dạ. Rồi, quay quay dòng này. Cây này cũng già cô chú. Dạ. Đế tròn do đều luôn á. Khi găng mà đế đều bây giờ thì ít lắm quý cô chú. Không có lỗi chỗ nào hết. Dạ. Đó, một dòng đế luôn nè. Đều hết trơn hay cô chú. Cây này là trật quân tử. Cây này cô chú anh chị bẻ cái tàn dù nhỏ nhỏ mình chơi cũng có duyên lắm cô chú. Rồi bẻ tàn dù. Dạ. Đây trên này thì nhánh vậy nè, vừa vô dây luôn. Dạ. Khi gần xiên trái lắm cô chú. Thoát thần. Nó cũng có những mặt cắt hết cô chú. Mà dạ. Mặt cắt này nó kéo lại cũng khá nhiều nè. Đây, đây nó cũng kéo lại gai. Tại cũng mới xử lý rồi. Dạ. Rồi cây này con bán giá là 1.800.000, con cũng bao ship 200 cây. Dạ. 1.800.000 hả em? Dạ. Ship 200 km hay cô chú? Đây. Dạ. Thì lập cái tàn tròn do luôn cô chú. Ở trên á là nhìn cũng khá là duyên. Thì cũng là cây cuối clip rồi, con cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết clip cũng như là ủng hộ con những cái vừa qua cũng như ủng hộ kênh. Thì con xin cảm ơn và kính chào quý cô chú anh chị. Dạ. Rồi hôm nay tới đây thôi ha. Dạ. Mình có như vậy thôi ha. Dạ. Rồi con cũng xin kết thúc clip ở đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho con xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị.